Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh của mình nhé. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một món rất tuyệt vời với anh em ạ. Một món rất tuyệt vời anh em nhé. Món này là mình không thể ăn được, bởi video trước mình đã từng ăn thử rồi. Mình bị cay lưỡi rất là ghê luôn anh em. Ok anh em. Không để anh em phải đợi lâu nữa, mình sẽ cùng giới thiệu. Ok nha. Trên tay mình một lọ măng măng ớt ngâm anh em ạ. Nó được ngâm rất là cay anh em nhé. Anh em có thể thấy đây là măng này. Măng măng được thái thành từng lát lát cắt từng lát cắt anh em ạ. Có ớt này anh em có thể nhìn ớt ở đáy. Có hạt ớt các thứ này nhìn rất cay luôn anh em ạ. Ok anh em nhé. Lọ măng ớt này, nó mùi rất là chua anh em ạ, mùi vị nó rất là chua nhá. Ok anh em. Mùi nó rất là chua anh em ạ. Rất chua anh em nhé. Thì món măng này ăn anh em ăn và anh em sẽ cảm thấy đầu tiên là hơi vị sật sật dai dai giòn giòn của măng, rất là tuyệt vời luôn, cảm giác thấy rất là tuyệt vời anh em ạ. Tiếp theo anh em ăn ớt anh em sẽ thấy vị cay cay hăng hăng ở đầu lưỡi, với những người không ăn quen cay có thể phát điên lên vì vị cay của nó anh em ạ. Và bởi vì đây là măng ngâm với ớt trên vị cay của ớt cũng đã ngấm vào măng, và vị chua của măng thì cũng sẽ ngấm vào ớt, cho nên anh em mà ăn măng thì anh em sẽ cảm thấy rất là cay và rất là khó chịu luôn anh em ạ. Đấy, những người không ăn được và những người ăn được sẽ cảm thấy rất là ngon, rất là ghiền, rất là thích luôn cảm giác này anh em ạ. Ok anh em nhé. Mùi rất là chua anh em ạ. Em thấy nó ngâm rất là nhiều nước. Mình không biết, mình nghĩ là như nước là cũng có pha giấm nữa anh em ạ. Không biết là phải là giấm hoàn toàn hay là pha một ít thôi, nhưng mình nghĩ là chắc là phải có giấm anh em ạ. Giấm chua mà, rất là tuyệt vời luôn anh em. Rất là nặng, hộp này chứa rất là nhiều măng ớt với nước nên rất là nặng luôn anh em ạ. Mình bây giờ hơi mỏi tay, trên tay mình hơi run run anh em ạ. Món này ăn kèm với cơm cũng được đấy anh em ạ. Anh em cho một ít măng ớt này vào nước mắm, rồi một bữa cơm rồi anh em có thể chấm mất món với món nước mắm được ngâm lại này với măng này, rất là thơm luôn, rất là chua, rất là hấp dẫn anh em ạ. Nó khá buồn ngủ anh em. Rất tuyệt vời anh em ạ. Ok anh em nhé. Mình có thể mình sẽ đặt lại lọ này lên bên trên nhé. Ok anh em, video giới thiệu về lọ măng ớt ngâm của mình này cũng sắp kết thúc rồi. Anh em mà thì thích video mình hãy để một like cho mình nhé. Và anh em hãy để một like, một share, subscribe kênh mình nhé. Vậy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất. Và anh em đừng quên comment để mình biết anh em nghĩ về gì về video của mình nhé.
Xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye anh em.